안녕하세요, 여러분. 반가워요. xin chào các bạn, chúng mình lại gặp nhau vào đầu tuần. 여러분, 밥을 진치를 드셨어요? 여러분, 진치를 드셨어요? 밥을 먹었어요? Mọi người đã ăn tối chưa? 저녁을 먹었어요? 지금 뭐 하고 있어요? Mọi người đang làm gì thế? 네. Tuần vừa rồi của mọi người thế nào? 지난주 어땠어요, 여러분? 잠깐만요. 여기. Ok, cô đang vào để xem comment của mọi người đây. Ok, 좋아요. 네. 안녕하세요, 안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Mọi người đã ok, chào Thảo Vi, chào các bạn, chào các bạn. Hôm nay thì nội dung của chúng mình rất là đơn giản. Hôm nay thì chiều lòng các bạn học sơ cấp một chút thì nội dung ngày hôm nay của chúng mình rất là sơ cấp luôn các bạn nha, rất là dễ, rất là sơ cấp thôi. Và chúng mình có khoảng 25 câu đọc chọn đáp án thôi các bạn cho ngày hôm nay. Vậy thì các bạn hãy cùng cô hoàn thành thật tốt 25 câu này rồi chúng mình nghỉ ngơi nha. Ok. 네, 안녕하세요. 자, rồi, đây, cô đang vào để đọc comment của mọi người đây. Rồi, hôm nay nội dung của chúng mình là 초급 1, là phần sơ cấp 1 các bạn nhé. Phần sơ cấp 1, phần đề này rất là dễ và chủ yếu nó là những cái đề topic cấp 1, rất là dễ. Ừ. Thế nên là chúng mình sẽ cùng đọc kỹ và làm nha. À, có bạn biết chút chút tiếng Hàn qua phim rồi. Vậy thì thử xem là vào những cái này thì chắc là có cái bạn sẽ biết đấy, có cái bạn sẽ gặp đấy. Nào, thì chúng mình cùng vào luôn nội dung ngày hôm nay các bạn nhé. 좋아요. 자, 우리 바로 시작할까요? Chúng mình cùng bắt đầu luôn nha mọi người ơi. Nào. 잠깐만요. 네. Ok, rồi. Okay. Nào, câu số 1. Nói chung những câu ngày hôm nay rất dễ, những câu ngày hôm nay siêu dễ. Và những bạn vừa mới học xong bảng chữ cái, vừa học xong bảng chữ cái thì chưa. Nhưng mà chúng mình học xong sơ cấp. Học xong sơ cấp thì chúng mình hoàn toàn có thể làm cái phần này nha. Nhìn trên Facebook hơi bị à? Mới học bảng chữ cái thì bạn chỉ đọc được thôi. Thế còn không biết là những bạn mà học bảng chữ cái mà học từ bài 1 đến bài 5 của quyển 1 tiếng Hàn tổng hợp rồi thì có thể là các bạn sẽ đọc hiểu được cái phần này đấy. Ừ. Ok, 여러분 잠깐만요. Xin phép các bạn một chút xíu. Ok, không biết là nhìn đã đỡ sáng chưa? Ồ, các bạn đã chọn đáp án rồi, 여러분 빨리빨리 댓글 남겨주세요. Hãy nhanh nhanh tay để lại comment nhá, để lại đáp án nhá. Ok, 싫어요. Em biết đọc nhưng không biết nghĩa, 괜찮아요. Cái giai đoạn đầu chúng mình mới học, bắt đầu học thì chúng mình cứ đọc thôi đúng không? Chưa cần biết nghĩa vội, về sau này thì chúng mình sẽ tích lũy vốn từ dần dần. Giai đoạn sau khi học bảng chữ cái, cô cũng vẫn luôn nói với các học viên của mình là các bạn cần phải luyện đọc thật là nhiều, rèn đọc thật là nhiều và trau chuốt cái phát âm của mình. Thế nhá, thế chúng mình cùng thử đọc cái câu sau đây nhá. Nào, yêu cầu của bài này là gì? Yêu cầu của bài này là hãy chọn cái đáp án mà nó trái nghĩa với cái phần được gạch chân các bạn nha. Ok, 미추친 부분과 반대되는 뜻을 가진 것을 고르십시오. Đấy là yêu cầu của bài số 1. Mình sẽ có là gì? 운동이 좋아요? Đúng không? 운동이 좋아요? 아니요, 저는 운동이 뭐뭐뭐. Các bạn đang chọn rất nhiều đáp án số 2 đúng không? Là 싫어요, chắc chắn rồi. Trái nghĩa với cả 좋아요 thì sẽ là 싫어요. Và các bạn cũng hãy nhớ nhé, các bạn hãy nhớ này, nếu mà mình muốn nói là mình thích một cái gì đấy, đúng không? Mình thích một cái gì đấy thì ví dụ như là mình nói là mình thích tập thể thao đi thì sẽ là 운동이 좋아요. Nhưng nếu mình muốn sử dụng động từ thì mình phải nói là gì? 운동이 좋아해요, đúng không nào? Mọi người nhớ nhá. 운동이 좋아요. Thế còn 운동이 좋아해요. Hai cái này nó sẽ bằng nghĩa nhau để khi các bạn muốn nói là mình thích cái gì đấy, đúng không nào? Mình thích cái gì đấy thì mình sẽ nói như vậy. 운동이 좋아요. Hoặc là ví dụ như mình muốn nói là mình thích gì đấy? Mình thích phim đúng không? Thích phim Hàn Quốc là 한국 드라마를 hoặc là 한국 영화를
Hàn Quốc dùng hoa đấy, chúa hiểu. Nhưng mà nếu mà mình dùng với IK thì phải là Hàn Quốc dùng hoa ca, chúa hiểu, đúng không nào? Để giờ đó bún kéo khá dễ. Nè, chả đi sao. Rồi cái câu này của chúng mình đơn giản chỉ là hỏi có thích tập thể thao không? Thì nói là không, tôi không thích, đúng không? Những cái đáp án khác thì chắc chắn là các bạn cũng biết nghĩa rồi. Style là rẻ này, coil là lớn này, đúng không? Coil là lớn này. Và manayo thì là nhiều rồi, đúng không nào? Nè, 다음 문제 넘어갑시다. Cùng chuyển ra câu số 2 các bạn nhé. 사장님. À, 저는 사장님이 아닙니다. 아니에요. 저는 선생님이에요. 한국어 선생님이에요. 네. Câu số 2 các bạn nhớ, nhìn câu số 2 này. 지하철을 어디에서 타요? 시청역에서요. 시청역에서요. 그리고 서울역에서 뭐뭐뭐. Nào, chọn nhanh đáp án cho câu này các bạn nhớ. Câu số 2. 확실합니까? Các bạn có chắc chắn không? Có chắc chắn là đáp án số 2 không? Mình sẽ có gì đây? Mình sẽ có gì đây? Số 2 hay số 1? Các bạn chọn số 2, các bạn chọn số 1 à? Ở đây thì các bạn có thể hiểu là, ở đây các bạn có thể hiểu cho cô nhá, là cho mình nhá, là 지하철이 어디에서 타요? Có nghĩa là mình lên ở chỗ nào ấy, tức là cái ga tàu điện ngầm này, mình lên tàu điện ngầm ở chỗ nào, đúng không? Thì sẽ là 타다, đúng không nào? Thế thì 시청역, đúng không? 시청역에서요 là cái ga đó, đúng không? Bạn lên ở cái ga đó. Thế thì sau câu sau người ta phải nói là 그리고, đúng không? 그리고 và gì đấy? Và 서울역에서, tức là cái ga 시청, đúng không? 시청역 là mình lên. 시청역에서 타요. 그리고 서울역에서 내려요, đúng không các bạn? Trái với lên thì phải là xuống. Ở đây là mình nói lên một cái phương tiện nào đấy thì nó sẽ là 타다. Và trái nghĩa, đúng không? 반대되는 뜻은, đúng không? 반대되는 뜻을 가진 것 thì nó phải là 내리다, đúng không? 내려요. 네, 잘했어요. Chứ không phải là 도착하다 nhá. 도착하다 là các bạn đến nơi, đến một cái điểm đến nào đó ấy, thì mình mới dùng là 도착하다 các bạn nhá. 네, 여러분 기억하세요. 배워요 là học, 준비해요 thì sẽ là chuẩn bị rồi, đúng không? 네. Cảm ơn các bạn nhé. Và các bạn ơi, các bạn cũng đừng quên là nếu mà mình có những cái người bạn, những cái người bạn nào mà cũng đang học sơ cấp thì các bạn hãy tag bạn bè của mình vào đây để cùng học, cũng như là chia sẻ cho cô cái livestream này nha. Ok. Tiếp theo câu số 3 nào. Nào, câu số 3 nhá. 이 영화를 끝까지 다 봤어요? 아니요, 뭐뭐만 조금 봤어요. Nào, bộ phim này cứt, đúng không? Cứt là kết thúc, đúng không? Cứt cả chứ. Bạn đã xem đến hết bộ phim này rồi à? Đang thấy đang có một số ý kiến là đáp án số 3, một số ý kiến là đáp án số số 4. Nào, đáp án số mấy đây, Robert? 2번. 맞아요? Đúng rồi. Hãy tag bạn bè của mình vào nhá, thử sức xem là hôm nay nội dung rất ngắn, rất dễ, chỉ có 25 câu thôi, nhưng mà nếu chúng mình làm một lèo từ câu số 1 đến câu số 25 mà không sai một tí nào thì đúng là chúng mình đã rất chắc kiến thức sơ cấp 1 rồi và tự tin để sang kiến thức sơ cấp 2, đúng không nào? Ok, đáp án này của chúng mình sẽ là số 3 các bạn nhá. Thà âm là tiếp theo này, không được rồi, đúng không? Bạn đã xem cái bộ phim này đến hết chưa? Bạn đã xem hết cái bộ phim này chưa? Đơn giản là mình dịch thoáng nó ra là như vậy. Ồ, cho nấy thì đều là từ chỉ thời gian. Vậy thì còn ở đây là cho âm là cái phần đầu ấy, đúng không? Phần đầu tiên. 아니요, 처음만 조금 봤어요. Tôi mới xem một chút ở cái phần đầu thôi, đúng không? Thế mà xin nghỉ ta. Không thể là nấy được nha. Cô đang thấy có bạn chọn đáp án số 4 nhá. Cô có like topic 2 không? Cô có chứ. Nội dung của chúng mình thì sẽ luân phiên giữa topic 1 và topic 2, cũng như là những cái chủ đề khác liên quan, để cho các bạn ở các trình độ đều có thể học được. Thì các bạn hãy nhớ follow và nhớ follow cái kênh giảng viên tiếng Hàn Shop, cũng như là trung tâm tiếng Hàn Shop SOFL các bạn nhé. Follow hai cái kênh này ở trên Facebook. Facebook에서 follow 해주세요. Các bạn hãy follow ở trên hai kênh này. Và khi follow thì các bạn sẽ biết được là nội dung ngày hôm nay cô sẽ like cái gì nha, để chúng mình có thể vào học cho đúng buổi, đúng nội dung. Ok, tiếp theo nhé. Đáp án của câu số 3 sẽ là đáp án số 3. Bị nhảy mất một câu rồi, đúng không nhỉ?
Ok, câu số 4 nào các bạn ơi, cùng xem nội dung câu số 4 nha. Né, nội dung câu số 4 của chúng mình sẽ là gì đây? 토요일 오후에 축구해요? 아니요, 모모 10시에 해요. Nếu mà bạn nào có đang tự học hoặc là đang đi học theo cuốn giáo trình tiếng Hàn tổng hợp đúng không? Thì chắc chắn là các bạn học đến bài số 5. Bài số 5 là các bạn có thể làm được những cái câu như thế này rồi. Đáp án của chúng mình sẽ là gì đây? 오후가 반대, 반대 뜻은 trái nghĩa với cả 오후 thì đương nhiên nó sẽ phải là gì đây? Không thể nào mà là chó nhóc được. Chó nhóc là buổi tối, 지금은 저녁입니다. Bây giờ là buổi tối này. 오늘, 오늘 là ngày hôm nay này. 주말, 주말 là cuối tuần đúng không? Vậy thì đáp án chính xác của chúng mình ở đây phải là 오전. 오후가 반대 đúng không? Trái nghĩa với cả 오후 thì nó phải là 오전. 네, 잘했어요. Vẫn có bạn chọn nhầm nha. Vẫn có bạn, cô nhìn vẫn có bạn chọn đáp án 2 này. Có bạn chọn đáp án 3 này. 여러분 주의하세요. Xem nào. Xem ở bên Facebook các thanh niên đang chọn đáp án gì rồi. Chính xác đáp án của chúng mình là đáp án 1 nha. Ok, 좋아요. 좋습니다. Tiếp tục này. Chọn đã dễ lại còn được chọn đáp án thì lại càng thích hơn đúng không nào? Chắc là mọi người ngại viết đúng không? Câu số 5 nhá, chuyển sang câu số 5 này. 두 사람은 같은 나라에서 왔어요? 아니요, 모모 나라에서 왔어요. Nào, chọn đáp án cho câu này. 여러분, 많은 댓글 남겨주셔서 정말 감사드리겠습니다. Ok, câu số 5 chúng mình sẽ có. Đa phần các bạn đang chọn đáp án 3 đây. Có ai chọn đáp án khác không? Đệ 5번의 정답은 바로 바로 1번입니다. Ok, 두 사람은 같은 đúng không? 같아. Đúng không? 같아 là giống rồi, đúng không? 같아 là giống và cái 같은 나라 này. Cái này thì nó hơi mang tính chất là sơ cấp 2 một chút xíu, là chúng mình chuyển sang phần định ngữ rồi. Không biết là ở đây có nhiều bạn đang học đến phần sơ cấp 2 không? Hay là vẫn đang có những bạn học sơ cấp 1. Sơ cấp 1 thì mình sẽ thấy cái này hơi lạ một tí. Đấy là cái 같아 này, 같아 này là giống. Và 같은 나라 có nghĩa là cái quốc gia giống nhau. Có nghĩa là những cái quốc gia giống nhau đúng không nào? Rồi, ở phần này thì chúng mình đang cùng luyện tập với nhau. Và các bạn mới vào từ đầu thì các bạn cũng biết yêu cầu của bài này là chọn cái đáp án đúng không? Định ngữ tính từ chính xác. Chọn cái đáp án mà nó trái nghĩa với cả cái phần gạch chân các bạn nhé. Nếu mà bạn nào vào sau mà chưa hiểu yêu cầu đề bài thì các bạn xem như vậy. Thế còn ở đây chúng mình cùng đọc đáp án với nhau này. 두 사람은 같은 나라에서 왔어요. Hai người này đến từ cùng một cái quốc gia à đúng không? Đến từ cùng một quốc gia à hay 같은 나라 là giống nhau mà đúng không? Đến từ cùng một quốc gia à? 아니요 đúng không? Gì đấy? 먼 나라에서 왔어요. 먼 나라 là cái quốc gia xa xôi rồi các bạn nhé. Mình có 멀다, không biết là các bạn sơ cấp ở đây có biết cái tính từ này không? 멀다 là xa và trái nghĩa với nó là 가깝다 là gần các bạn nhé. 멀다 là xa và 가깝다 là gần. Rồi, ok. Bạn nào mà chưa hiểu yêu cầu của đề bài này thì các bạn có thể hỏi nhá. Các bạn có thể hỏi một cách lịch sự và nhẹ nhàng là em chưa hiểu yêu cầu đề bài này thì cô có thể giải thích được không? Hoặc là bạn có thể giải thích được không nhá. Ok, 다른 đúng không nào? 아니요, 다른 나라에서 왔어요. Hai không, hai người này đến từ hai quốc gia khác nhau, đến từ quốc gia khác nhau đúng không? Thì mình sẽ có 다르다 các bạn nhá. Tính từ 다르다 là khác, được chưa nào? Và ở đây mình có định ngữ với tính từ thì là 다른 나라. Ok, 잘했어요. Giải thích giúp em với ạ. Cái này thì cô đã giải thích ngay từ đầu các bạn nhé. Các bạn nghe lại này. Ở phần này kiến thức nó sẽ không còn nằm trong vùng sơ cấp 1 nữa, mà nó đang vươn ra ngoài sang phần sơ cấp 2. Ở phần sơ cấp 2 các bạn đã học về định ngữ đúng không? Định ngữ thì đơn giản các bạn hiểu là nó sẽ là một cái thành phần đứng ở đằng trước danh từ để làm rõ nghĩa cho cái danh từ đấy. Ví dụ như cô nói là cái áo thì các bạn không hiểu rõ đúng không? Nhưng cô nói là cái áo đắt hay là cái áo màu đỏ thì các bạn sẽ hình dung ra rõ hơn là cô đang nói đến cái gì. Đấy thì sẽ là một ví dụ đơn giản nhất cho định ngữ. Em chọn 3 đúng rồi. Cô có nhìn thấy comment của em không cô? Không phải topic 2 đâu, topic 1 thôi các bạn nha. Ok, đáp án 3 là đúng rồi mà. Đáp án 3 các bạn nhé.
Các bạn hiểu đơn giản thế này, cô nghĩ là ở đây, hoặc là mình, sorry các bạn, mình nghĩ là ở đây có nhiều bạn đang học đến phần sơ cấp 1 thôi, thì các bạn đến cái câu này các bạn sẽ gặp khó khăn. Các bạn gặp khó khăn là tại sao lại là thá đến nà ra nhỉ? Mà lại tại sao lại là khát chân nà ra nhỉ? Cái này thì nó sẽ rơi sang phần sơ cấp 2 ở sau khi các bạn học đến tầm bài 5, bài 6 gì đó, phần sơ cấp 2 của quyển 1, của quyển 2 tiếng Hàn tổng hợp, thì các bạn sẽ được học về cái định ngữ. Thì ở đây mình có cái định ngữ thì cô tạm dịch đơn giản như thế này nhá. Khát chân nà ra là cùng một quốc gia. Thế còn thá đến nà ra là khác quốc gia, được chưa? Ở đây câu hỏi nó là 두 사람은 같은 나라에 서 왔어요? Hai người này đến từ cùng một quốc gia à? Và câu đáp phải là 아니요, không ạ. Hai người này đến từ quốc gia khác nhau, đến từ hai quốc gia khác nhau, thì mình sẽ nói là 다른 나라에서 왔어요. Đáp án đúng của chúng mình 여기에서 정답은 바로 3번입니다. Đáp án đúng của chúng mình sẽ là đáp án số 3 nhé. Đúng rồi. Ừ, các bạn chọn đáp án số 3 là đáp án chính xác các bạn nhé. Hoặc là comment là thá đơn cũng chính xác này. Ok. Ừ, rồi vậy chúng mình cùng xem nhé. Số 1 mình có mòn. Mòn này ở đây thì nó sẽ là mòi tà các bạn nhé. Mòi tà. Số 2 thì mình sẽ có dù miêng hà tà. Đúng không? Dù miêng hà tà là thịnh hành, là nổi tiếng ấy, đúng không nào? Dù miêng hà tà là thịnh hành. Thá đơn. Thà đơn ở đây thì mình sẽ có là xuất phát từ tính từ là thà rư tà. Thà rư tà là khác, được chưa nào? Và cuối cùng là chinh cho ra tà. Chinh cho ra tà là thân thiết, đúng không? Cái này gọi là gì? Thân thiện. Chinh cho ra tà, thân thiện các bạn nhé. Rồi, 여러분 주의하세요. Cô có thể nói qua phần định ngữ được không? Phần định ngữ ở đây thì cô cũng muốn là sẽ có thể nói cụ thể với các bạn hơn, và có bài tập dành cho các bạn luyện tập. Thế nên là chúng mình sẽ theo dõi và đợi những cái buổi live tiếp theo nhé, để cô có thể nói cụ thể hơn về phần định ngữ. Thế còn về phần định ngữ trong tiếng Hàn thì nói đơn giản thì chúng mình có thể hiểu thế này. Bây giờ nếu mà chỉ nói là tôi mua cái áo, thì một cái câu đấy nó rất là chung chung, đúng không? Nhưng mà bây giờ cô muốn nói cho người nghe biết là cụ thể cái áo đấy là cái áo gì. Thì ví dụ cô nói là tôi mua cái áo đắt, đúng không? Tôi mua cái áo đắt này ở chợ. Hay là mình nói là tôi mua cái áo màu đỏ, thì cái cụm từ đắt hay là cái cụm từ màu đỏ đấy nó sẽ là định ngữ bổ sung ý nghĩa cho từ cái áo đấy. Thì mình có thể hiểu đơn giản như vậy. Ví dụ như là trong tiếng Việt mình nói là cái áo đỏ, thì định ngữ trong tiếng Hàn nó sẽ đẩy cái từ đỏ lên trên đầu là đỏ, đỏ cái áo đấy, kiểu như thế. Thì một cái cách nói gọi là chung chung nhất thì mình có thể tạm thời hiểu là như vậy, có nghĩa là những cái động từ, tính từ bổ sung ý nghĩa cho cái thằng danh từ đấy, để mình có thể hiểu rõ hơn là danh từ. Danh từ đấy là danh từ gì? Ví dụ như là cô nói cái áo không thì các bạn khó hiểu, đúng không? Nhưng mà cô nói cái áo đỏ thì các bạn hình dung ra ngay. Đấy, kiểu như vậy thì nó gọi là định ngữ trong tiếng Hàn. Chắc là với các bạn mới học thì 같은 là giống, đúng rồi. 비싼 옷, đúng không? 예쁜 사람, đúng rồi. 예쁜 사람. Đúng rồi. Có thể là các bạn nghe thế ở đây thì mình phát âm đang, mọi thứ đang rất là rõ ràng, nghe nó không được mượt mà. Thế nhưng mà trong cái phần phát âm này thì với cái giai đoạn đầu học sơ cấp thì các bạn đề cao cái yếu tố không phải là cái yếu tố mà nói hay và tự nhiên như người bản ngữ vội, mà các bạn phải gọi là hokshirata, các bạn đọc phát âm cho nó rõ ràng và chính xác trước đã. Thì ở đây có bạn đang nói là nghe phát âm không hay. Thế nên là mình cũng giải thích luôn là ở đây không phải là cái giọng nói bình thường, cũng như là không phải là cái trong lúc mà mình đang đọc một cái gì đấy một cách gọi là trau chuốt và mượt mà mình đang đọc bài để cho các bạn sơ cấp nghe thôi các bạn nhá. Ok, rồi tiếp tục. Và đảm bảo là những cái phát âm này rất là chuẩn các bạn nhá. Mình không có đọc sai cái chữ nào cả. Nè, 여러분. 선생님은 믿으세요? 네. 다음. Câu tiếp theo này. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nó chuyển sang câu tiếp theo chưa? Để kéo kỹ. Rồi, chúng mình cùng sang câu số 6 nhá. Nói chung là nói về cái định ngữ thì chúng mình phải gọi là gì? Thực chiến đấy các bạn, gọi là lao vào và mình đọc, mình dịch luôn. Chia sẻ thật với các bạn là cái lúc mà mới học về định ngữ thì cô cũng bị rối, cô cũng không hiểu. Thật, mình cũng bị rối, bản thân mình cũng bị rối và mình cũng không hiểu. Tức là cách đây 2-3 năm là mới bắt đầu học về định ngữ thì cũng rối, không hiểu lắm. Thế nhưng mà xong đấy là mình bắt buộc là phải dịch,
Ví dụ như là phần bài đọc mình có những cái bài khóa mình phải dịch, hay là mình gọi là có những cái tài liệu gì đó mình phải dịch, thì mình gặp định ngữ nó nhiều, mình đến lúc mình gặp nhiều lên, mình gặp nhiều lên thì nó lại thành người quen của mình thôi. Các bạn cứ hình dung là bây giờ mới học thì nó như kiểu người lạ vậy. Người lạ với nhau thì mình rất là khó gần gũi đúng không? Nhưng mà khi nó thành người quen với mình rồi thì mình rất là dễ hiểu nó, rất là gần gũi với nó thôi, đúng không nào? Đấy, thế thì chắc là sẽ có một buổi chúng mình cùng học định ngữ với nhau riêng các bạn nha. Thế còn ở trên thì ví dụ vừa có bạn gợi ý là ví dụ là yeppeun saram là người đẹp ấy, đúng không? Yeppeun saram là người đẹp. Ví dụ mình nói là người không, là saram không, thì các bạn không hiểu là cái cô này nói về người gì đúng không? Nhưng mình nói là yeppeun saram thì có nghĩa là à, cô này đang nói về người đẹp, đúng không? Hay là ví dụ như gì đấy, người đẹp. Ừ thôi, tạm thời để như thế đi. Thế còn để nói sâu hơn thì sợ là nó mất thời gian. Cùng xem câu 6 các bạn nhé. Câu số 6 nào. Cô ơi, cuốn sách dưới bàn là gì vậy ạ? À, cuốn sách này nó là một cuốn sách tiếng Trung các bạn ạ. Cô chỉ lấy để cô kê cái này cho nó đỡ bị đổ thôi, không phải sách tiếng Hàn đâu. Ok, câu số 6 nhá. 이 꽃은 수미 씨한테 받았어요. 아, 네, 수미 씨가 뭐뭐뭐 gì đây? À, câu này thì đấy, các bạn đang chọn đáp án số 3 đúng không? Ừ, hãy qua Hàn nghe nhiều là hiểu. Chính xác rồi. Nói chung là những bạn mà mới học tiếng mà các bạn được học ở bên Hàn thì các bạn có môi trường, mà những người mà được ở trong môi trường đấy thì đương nhiên là sẽ phát triển rất là tốt rồi, đúng không? Ừ, chính xác ở đây, cứ nghe nhiều rồi thực hành, gọi là mình thực chiến, mình chiến đấu với nó nhiều là mình sẽ hiểu nó thôi. Số 3. À, 주었어요. 맞습니다. Mình có 받다 và 주다 đúng không các bạn? 받다 주다 thì có nghĩa là cho và nhận. Mình có 받다 là nhận và 주다 là cho. Rồi, chính xác đáp án của câu này sẽ là đáp án số 3. 이 꽃은 수미 씨한테 받았어요. Chỗ này 한테 các bạn có thể hiểu là cái bông hoa này là bạn nhận từ bạn Sumi à, có nghĩa là Sumi là cái người tặng ấy. Thì cái từ 한테 chỗ này các bạn có thể dịch là từ. Vậy thì cái câu này mình dịch là cái bông hoa này thì là bạn đã được nhận từ bạn Sumi à, đúng không? Thế câu đáp là gì? 네, 수미 씨가 주었어요. Vâng, Sumi đã tặng tôi đấy ạ, đúng không nào? Nốt thà thì là để đâu đấy các bạn nhé. Số 1 này, nốt thà thì là để đâu đấy. Số 2 là mô lát soil, đúng không? Mình có từ mô đư tà, mô lát soil có nghĩa là không biết. Số 4 là các cắt soil, đúng không? Các cắt soil. Từ này sẽ là cắt cái gì đó ra. Ok, tiếp nhá, sang câu số 6 nào. À, câu số 7 chứ, đúng không? Xem nào. Xem các bạn ở Facebook nào. Facebook không hiểu tại sao lại không đọc được comment của mọi người nhỉ? Thì sang nhé. À đây rồi, bây giờ mới nhìn thấy. Các bạn ở bên này cũng comment rất là nhiều. Nào chúng mình cùng xem câu số 1. À, câu số 7, 미안해요. 바지가 커요? 아니요, câu này dễ đúng không? Đúng rồi, 크다 với 작다, đúng không? 크다 với 작다. 바지 là cái quần. 네, 맞습니다. Thôi câu này siêu dễ rồi đúng không? 나빠요 thì nó sẽ là từ gốc 나쁘다. 나쁘다 là xấu, là tệ. Là xấu, là tệ. 좋아요. 좋아요 là thích. 좋다 đúng không? 비싸다 thì là đắt rồi. Ok, chuyển nhá. Đáp án của câu này sẽ là đáp án số 2. 크다 trái nghĩa với 작다. Cái quần này nó to hả? Không, nó chật mà, đúng không? Nó lớn, nó rộng hả? Không, nó bé mà. Ok, 좋아요. Tiếp theo nhá, câu số 8 nào. Cùng xem câu số 8 nào các bạn ơi. Dễ nhở? Đề dễ này các bạn thích đúng không? Nói chung là lúc mà mình đi học thì ai cũng thích ai cũng thích học những cái dễ cả mà. Học đến nâng cao tí là hơi mệt, hơi đau đầu đúng không nào? Số 8. 앞에 앉힐까요? 아니요. 앞에 앉힐까요? 아니요, 뭐뭐에 앉으세요. Đáp án của câu này sẽ là gì đấy? Lúc có bạn bảo là số 3 vẫn dùng được. À, số 3 là gì nhỉ? À, chụt thà. Như này các bạn nhé, thực ra chụt thà bản chất của nó là một tính từ. Đây mình sẽ nói lại như này. Chụt thà bản chất của nó là một tính từ. Và bạn nói chụt thà là tốt là đúng. Đúng. Nếu mà chuột thà mà đi với IK ở đằng trước ấy, thì mình cũng có thể trong một số trường hợp mình dịch là thích. Ví dụ như trong câu số 1 mình đã đưa ra ở đầu đầu cái bài bài tập này này, là có một câu số 1 nói là
운동이 좋아요? Bạn thích thể thao à, đúng không? Bạn thích cái môn thể thao, bạn thích cái việc tập thể thao à? Thì người ta hoàn toàn có thể dùng là 운동이 좋아요. Chỗ đấy thì mình có thể hiểu là đơn giản, mình dịch một cách thoáng ra thì chỗ đấy mình vẫn dịch là thích được. Vậy thì trong cái trường hợp đấy thì mình cũng có thể dịch chuột thà là thích. Thế còn về bình thường nhá, về bình thường thì mình vẫn luôn dịch chuột thà là, nói chung mình có thể dịch linh hoạt cái từ này. Về bình thường thì mình sẽ vẫn dịch chuột thà là được, là được, là tốt, đúng không? Là được, là tốt, đấy là chuột thà. Thế còn chúa ha tà, bản chất nó là động từ thích là đúng rồi. Bản chất nó là động từ thích, đúng rồi. Có lẽ lúc ấy do nói nhanh quá nên là mình nói là chuột thà là thích, đúng không? Yeah, nhiều. Cái chuột thà này thì khi nó đi ở trong cái câu, ví dụ như là 운동이 좋아요, thì mình có thể dịch thoáng cái câu đấy ra là thích thích thể thao, đúng không nào? Thế còn bản chất của từ chuột thà thì nó sẽ là tính từ và nghĩa của nó là được hoặc tốt. Thế còn chúa ha tà thì nó là động từ và nghĩa của nó là thích. Ừ, được chưa nào? Ok, cảm ơn bạn đã comment nè mà Sunny ta. Đúng rồi, đúng rồi. Trái về trước là sau đúng không? Ở trong câu này mình có là앞에 앉을까요? Mình ngồi phía trước nhé. Cái này mình có thể hình dung là nếu mà lên xe đúng không? Thì mình nói là 앞에 앉을까요? Chúng mình ngồi phía trước nhé. 아니요, đúng không? 뒤에 앉으세요. Đúng không nào? 뒤에 là phía sau các bạn nhá. 뒤 là phía sau. Ok, số 4. 네, 맞습니다. 잘했어요. 네. Rồi, mình sẽ có là gì đây? Mịt với cả are thì đều là ở phía dưới này. Thế còn ủy, ủy là phía trên đúng không các bạn? Ủy là ở phía trên. Mịt hoặc là are thì đều là phía dưới. Ok, 좋아요. 다음 문제, câu số 9 nào. Câu số 9 này, 집에 신발을 신고 들어가요? 집에 신발을 신고 들어가요? 아니요, 뭐뭐뭐 들어가세요. Nào, chúng mình cùng chọn đáp án cho câu này nha. Phần này là phần topic 1 nha. Topic 1 La Mã nha. Ừ. Các bạn chọn luôn đáp án đúng rồi, chính xác. T số 4 đúng không? Tháo giày ra, bỏ giày ra. 집에 신발을 신고 들어가요? Tôi đi cả giày vào nhé, đúng không? Tôi đi cả giày vào nhà nhé. Không, 아니요. 벗고 신발을 벗고 들어가세요. Hãy bỏ giày ra rồi đi vào, đúng không? Ừ, tháo ra, bỏ ra, đúng không nào? 네, 잘했어요. Thứ hai, thứ ba, thứ tư chúng mình sẽ gặp nhau nha mọi người. Mọi người đừng quên lịch nhá, là thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ok, tiếp theo câu số 10 nào. Câu số 10 của chúng mình nào. Câu số 10 các bạn cùng đọc nhá. Câu số 10 này, 늦어서 미안해요. 빨리 갈게요. 빨리 갈게요. Like lúc mấy giờ? Mình sẽ thường like cái lịch cố định của mình là trong khoảng nhá, dao động trong khoảng từ 7 rưỡi đến 8 giờ. Đấy, thì sẽ có hôm là hơi muộn một tí là đến 8 giờ. Thế còn hôm nay là hơi sớm hơn thì mình sẽ là lúc 7 rưỡi các bạn nha. 늦어서 미안해요. 빨리 갈게요. 빨리 갈게요. Ừ, có thấy gì đâu cô. Ồ, oh, 잠깐만요. 네, 여러분 죄송합니다. Nó có một cái thông báo đến, thế là nó bị che mất màn hình ấy các bạn. Ok, 여러분 화면이 잘 보여요? Các bạn nhìn rõ màn hình chưa? Nào, chúng mình sẽ cùng xem đang lag à? Mọi người xem được chưa? 지금 괜찮으세요? 지금 괜찮아요? Được chưa mọi người? Ok, tiếp tục nhá. 늦어서 미안해요. Tôi xin lỗi vì đã muộn đúng không? 빨리 갈게요. Tôi sẽ đi nhanh đây. Chỗ này không không để là dấu chấm hỏi đâu. 괜찮아요 đúng không nào? 천천히 오세요. Cứ cứ đi chậm chậm thôi, cứ đi cẩn thận vào đúng không? Cứ đến từ từ thôi cũng được. 천천히 là từ từ. Đúng không? Từ từ. 혼자 là một mình, 조용히 là yên tĩnh đúng không? Yên tĩnh, yên lặng. Còn 벌써 mà phải sao là mới đó mà như thế nào đấy, mới đó mà đã đúng không? Phải sao? Thế, 좋아요. Thứ hai, thứ ba, thứ tư lúc 8 giờ nhá các bạn ơi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư lúc 8 giờ mọi người nhá, 8 giờ hoặc là 7 rưỡi nhá.
8 giờ hoặc là 7 rưỡi nha các bạn. Cùng sang câu tiếp theo nào, câu số 11. Để chùa câu số 11 nào, chúng mình sẽ có gì đây? 비, 비 때문에 옷이 젖어? 네, 그런데 지금은 뭐뭐뭐. 비, 아, 비 때문에 옷이 젖혀? 젖혀 là gì đây các bạn? 젖다. Từ này nghĩa là gì đây? Ở đây để các bạn chọn đáp án số mấy đây? Nào. Chà, xem nào. 천천히 내봤습니다. Cùng sang câu tiếp theo nha. Câu số 11 nha. 12번. 어, 젖다 là ướt đúng không? 네, 맞아요. 비 때문에 옷이 젖어. 네, 그런데 지금은 말랐어. 어, 어, vâng, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó đã khô rồi đúng không nào? 어, 어, tại vì mưa nên quần áo ướt à, đúng không? Tại vì mưa nên quần áo ướt à, vâng. Nhưng mà bây giờ thì nó khô rồi đúng không? 들었다, sai. 찾았어, sai này. 찾았어 là tìm kiếm này, 나왔어 là hiện ra đúng không? Và ở số 2 thì mình có gốc từ là 마르다 các bạn nhé. Mà à, 바 마르다, 말리다 đúng không? Ừ. Nó đã khô rồi. Chỗ này phải xin lỗi các bạn một chút, nó phải là 말렸어 đúng không nào? Ừ, 말리다, 말리다 khô đúng không? 말렸어. Ok. Rồi đáp án đúng của chúng mình thì vẫn là số 2 các bạn nha, vẫn là số 2. 자, 그 다음 문제는 12번. 12번은 이거 왜 이렇게 무거워요? Cái này sao mà nặng thế đúng không? 이거 왜 이렇게 무거워요? 아니요, 뭐뭐뭐잖아요. Đâu, nó gì cơ? Cái này sao mà nặng thế? Đâu, nó nhẹ mà, đúng không? 말렸어요, đúng rồi. 맞습니다. Rồi, chỗ này là bị lỗ một chút xíu các bạn nhé. Trong quá trình gõ hơi nhanh. Bình thường mình like mấy giờ vậy ạ? Mình like lúc 8 giờ các bạn nhé. Giờ hôm thứ hai này sẽ like sớm hơn một tí là lúc 7 rưỡi. Sa bon, 이거 왜 이렇게 무거워요? 아니요, đúng không? 가볍잖아요, đúng không? 가볍다, đúng không? 가볍잖아요. Đâu, nhẹ mà, đúng không? Ừ, 가볍다, 네, 맞습니다. 귀엽다, dễ thương, đúng không? 빠르다, nhanh. 가깝다, gần. Ok. Những từ nào mà mọi người không biết thì sẵn sàng luôn là quyển sổ với cái bút là ghi vào ngay, take note vào ngay các bạn nha. 네, 좋아요. 다음 문제, câu tiếp theo nha. Câu số 13. 저기 산 위까지 올라가요. 힘들어요. 이제 그만. 지지래. 오케이. 저기 산 위까지 올라가요. Chúng mình cũng lên cái đỉnh núi kia đi đúng không? Cũng lên cái đỉnh núi kia đi. 힘들어요. 이제 그만 내려가요 đúng không? Thôi bây giờ chúng mình đi xuống đi đúng không? Chúng mình xuống thôi. Mệt lắm đúng không? Chúng mình xuống thôi. Chỗ này chúng mình để là nề đeo khả tà nhé các bạn ơi. Nề đeo khả tà. Bởi vì câu trên là chúng mình thấy là ola khả tà có nghĩa là mình đi lên. Được chưa? Mình đi lên. Thế còn bình thường mình sẽ có nề đi tà. Nề đi tà là xuống thôi. Nề đi tà là xuống thì ở đây nó kết hợp với cái việc đi nữa, di chuyển nữa đúng không nào? Thì nó sẽ là nề đeo khả tà. Đấy thì các bạn hiểu đơn giản nó là như vậy nhá. Ola khayo là đi lên trên đỉnh cái núi đấy. Nhưng mà không, ichi kuman ne ryo khayo, không mệt lắm đi xuống thôi, đúng không? Dừng lại đi xuống thôi, đúng không? Ne chuayo. Rồi, trong trường hợp này là hai người đang đi với nhau thì nên mình sẽ không thể dùng là ola ota được, đúng không các bạn? Không thể dùng là ola ota được. Các bạn cứ nhớ đơn giản là ota là nếu mà ota là đến gần người nói hơn, đúng không nào? Đến gần người nói hơn. Đấy, thế còn khà tà là đang ở xa. Đấy, các bạn nhớ đơn giản là như vậy. Số 4 nha. Ok, 좋아요. 다음. Tiếp theo nào. Câu số 10. Câu số 10. 13 các bạn nhé. Cùng xem câu số 13 nào. Câu số 10. Câu số 14 nè. Câu số 14. 병원이 극장 오른쪽에 있어요? 아니요, 극장
Ở chỗ này bị thiếu một cái từ gạch chân của chúng mình là orunjuk. Chắc các bạn nhớ ra ngay orunjuk là phía bên nào đấy? Orunjuk. Không không biết là các bạn nhìn có bị ngược không? Orunjuk là cái tay cầm bút viết. Còn uenjuk là cái tay không cầm bút viết. Ok. Nếu bạn nào thuận tay trái thì nghe nó lại hơi sai sai nhỉ. Orunjuk ở bên phải, có 3 chữ orunjuk là bên phải, thế còn uenjuk 2 chữ thôi là bên trái. Các bạn cứ nhớ thế. Ừ. Ok. Chùa yo. Nào, tiếp theo, tiếp theo. 왼쪽. Ok. 네, 잘하셨습니다. 병원이 그 창 오른쪽에 있어요. Có nghĩa là cái bệnh viện thì nó ở phía bên phải của cái rạp chiếu phim đúng không nào? À, 아니요. Không phải đâu. 극장. 극장 왼쪽에 있어요. Nó ở phía bên trái cơ. 네, 잘하셨습니다. 다음 문제. Cùng sang câu tiếp theo này. Câu tiếp theo của chúng mình là 에어컨이 켜고 자요? 아니요. 잘 때는 뭐뭐뭐 자요. Và trong và bình thường trong giao tiếp ấy thì bản thân cái từ 켜다 này nó sẽ hơi khó để phát âm, thì có một số người nhé. Tức là có một số người thì người ta vẫn giữ nguyên là 에어컨이 켜다. 켜요. 켜고 자요. Người ta vẫn giữ nguyên chữ 켜 này. Là bật là mở đúng không? Là bật là mở. Thế nhưng mà có một số người họ sẽ biến cái âm này đi thành ki. Ki. Và các bạn xem, các bạn sẽ nghe thấy là người ta phát âm là aircon ki ta. Thì lúc ấy nó vẫn là mở các bạn nhá. Nó do cái phần phát âm. Ok. Và đáp án đúng của cái này mình có kyo ta. Kyo ta là bật, là mở lên các cái thiết bị đúng không? Thế đáp án của câu này thì chắc chắn phải là 4번. Số 4 rồi. 네, 정답은 바로 4번입니다. Đáp án số 4 các bạn nhé là cư tả, đúng không? Cư tả, âm căng ấy. Sang kéo, âm căng, cư tả. Nè, vậy thì aircon này kéo cô cháu, cậu bật điều hòa lên rồi đi ngủ à? À nhỉ, cháu tên ấy. Cư cô cháu. Lúc mà không, lúc mà đi ngủ thì tớ sẽ tắt đi và ngủ, đúng không? Tắt đi rồi mới ngủ. Ok, ịt tà, yồi tà, phù tà thì các bạn đều biết những cái từ này rồi, khá là đơn giản đúng không nào? Câu tiếp theo, 16번. À không phải 16 nữa, 15 thôi. Phần số 2 nhá. 밑줄 친 것과 의미가 같은 것을 고르십시오. Các bạn hãy chọn 밑줄 친 것, có nghĩa là cái phần mà bị gạch chân ấy, thì các bạn hãy chọn cái từ mà đồng nghĩa với cái phần gạch chân các bạn nha. Nào, từ đồng nghĩa với phần gạch chân. Số 1. 미나 씨가 참 예쁘지요. 네, 미나 씨가 뭐뭐 예뻐요. Đúng không? 아주 예뻐요. 맞죠, 여러분? 맞죠? 네. 미나 씨가 아주 예뻐요. Rồi, 조금 này, 언제나 này, 다 này. Ô, vì đâu sẽ. Ai cũng. Đệ. Tự dưng thấy bị lag nên là phải check lại. Ok, 좋아요. 예, 선생님 돌아왔어요. Ok, nè, cham, mình nhớ nhá, vậy là chữ cham, cham này nó sẽ bằng với cả 아주 đúng không? Rất đúng không? Nè, 잘했어요. Antenna là luôn luôn, 조금 là một chút, một lát đúng không? Ừ, một chút, 다 là tất cả. Tiếp tục nhá. Số 2, 이번 문제. Số 2 mình sẽ có gì đây? 지난해에는 어디로 여행을 갔어요? 모모에는 다낭으로 갔어요. Dễ quá nhở? Câu này dễ quá. 어제, 작년, 주말, 내일. Lưu ý số 3 nhé. Số 3 mình sẽ phát âm là 작년. Các bạn nhớ, 작년 chứ không phải là 작년. Được chưa? 작년. 네, 정답은 바로 3번입니다. Ok, mình sẽ có câu này là gì đây? 작년에는 다낭으로 갔어요. 지난해 bằng với 작년 đúng không? Khi các bạn học đến bài số 4, bài số à piano, bài số 5. À, bài số 4 chứ, bài số 4 của quyển 1 tiếng Hàn tổng hợp thì chắc chắn là các bạn đã học hết những cái từ vựng này rồi đúng không? 작년 때 잘했어요. 좋아요. 다음. 다음 문제는 3번. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Đang thấy các bạn đúng đây, nhưng mà chưa đọc tên thôi.
Thì các bạn comment số 3 đều đúng này. Tiếp theo nhá, số tiếp theo câu số 3 mình sẽ có là phế các cục thư quần nhô, thì ra là đói bụng đúng không? Với chú luôn hai cái đó. Đúng không nào? Đặt cái gì đây đúng không? Đặt cái đồ gì đây? Với chú luôn hai cái đó. Đặt cái đồ gì bây giờ nhỉ? Nhìn miên đi. Skip si da đúng không nào? Skip Shiki da đúng không? Shiki da. Shiki da ở đây chúng mình sẽ có nghĩa là gì ạ các bạn? Shiki da. Shiki da nào. Đúng rồi, đáp án đúng của câu này sẽ là shiki da các bạn nha. Chu mun ha da thì là gọi đúng không? Gọi đúng không? Gọi đặt cái gì đấy đúng không? Chu mun ha da gọi là mình hay gọi là order đồ ấy đúng không? Order đồ đi đúng không? Thì ở đây mình có cái từ shikita. Thì ví dụ như là khi mình nói là đặt đồ ăn thức uống gì đấy thì mình cũng dùng là shikita. Hoặc là nó có một nghĩa nữa là sai khiến, sai bảo ai đấy đúng không? Đặt đúng rồi. Với các bạn xem ở trong từ điển thì nó sẽ có ba ý nghĩa. Thì ý nghĩa thứ nhất là nó là sai khiến, sai bảo. Nghĩa số 2 là nó là gọi, là đặt, mở ngoặc ra là đồ ăn thức uống. Đấy, thì mình sẽ có nghĩa như vậy nha. Ok, shikita. Chirimita là mình biếu đúng không? Biếu tặng ai cái gì đấy đúng không? Gọi đồ về chính xác. Charestyle. Đệ số 3 thì là patta là nhận rồi, chatta là tìm kiếm rồi đúng không? Nè. Rồi vậy thì đáp án đúng của câu này sẽ là đáp án số 4 các bạn nhá. Chikipshita đúng không? Nengmyeon là món gì đây? Mì lạnh đúng không? Sonnim. Sonnim은 냉면 냉면이 아주 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 아 아주 정말 정말 좋아해요. 네. Hoặc là mình có thể nói là 냉면이 đúng không? 냉면이 아주 좋아요. Hoặc là 정말 좋아요. Được không nào? 네, 맞습니다. Tiếp theo nhá. Đang kể chuyện là cô rất thích ăn mì lạnh, mình rất thích ăn mì lạnh. Mùa đông cũng thích ăn mì lạnh luôn. Mình có thể ăn mì lạnh cả ba bữa ấy các bạn. Không biết tại sao có người chê nó nhạt nhưng mình thấy nó ngon ấy. Ok, tiếp theo nhá. Số 4. 누구 함께 여행을 가요? 동생하고 모모 여행을 가요. Ok, số 1 빨리. Số 2 같이. Số 3 제일 아주. Rồi dễ quá đúng không? 함께 và 같이 hai cái bằng nhau, được chưa nào? 동생하고 같이 여행을 가요. 누구 함께 여행을 가요? Đi du lịch với ai thế? Phải có thịt nướng đúng không? Ừ đúng rồi, mình tức là lúc mà ăn thịt nướng nóng xong ăn mì lạnh rồi rất là thích, rất là sảng khoái. Ừ, chiêu ăn nè. Nào, tiếp tục. Ông mình chưa ăn tối đâu, đừng nói đồ ăn nữa nha. À chào. Tiếp tục nào. Câu số 4 đáp án của chúng mình là đáp án số 3 các bạn nhé. 동생하고 같이 được chưa nào? 같이 bằng với 함께. 다음 문제. Câu số 5 nào. Câu số 5. 아버지와 어머니는 한국에 언제 오세요? Khi nào bố và mẹ đến Hàn Quốc? Dễ quá đúng không? Câu này dễ nhở? Trời. Nó là sơ cấp 1 mà, sơ cấp 1 nên dễ là đúng rồi, để cho các bạn ôn tập thôi. Hyung, thúng danh, sơ danh im không thể rồi, phú môn im đúng không nào? Tiếp tục sang câu số 6 nhá. Nghe chú ai ạ? Sang câu số 6 nào mọi người. Câu số 6 nào. 제가 부탁한 선물을 보내셨어요? 부탁하다 là nhờ vả ấy. Mình hay có ví dụ mình đến một cái chỗ nào mới, mình là nhân viên mới đi đúng không, mình là nhân viên mới mình hay nói là gì, apro chào buổi thắc tin gì ta, hay là ví dụ như mình là học sinh chuyển trường hay mình là nhân viên mới, mình mới đến một cái chỗ nào đó và mình muốn nói là gọi là mong là sau này mọi người sẽ giúp đỡ đúng không, apro chào buổi thắc tin gì ta đấy, thì mình sẽ có buổi thắc ha ta, buổi thắc ha xong rồi buổi này chắc rồi, ok món quà mà tôi nhờ thì bạn đã gửi chưa, để ở cho nè. Cái này chắc chắn là biết này, ở trong bài bài điện thoại đúng không? Bài điện thoại ở quyển quyển 1 giáo trình tiếng Hàn tổng hợp đúng không nào? Chắc chắn là biết đúng không? Số mấy đây? Tonata là rời đi, patta là nhận, mantita là làm cái gì đấy, và ở đây mình có từ putchita các bạn nhá. Putchita này là gửi đi các bạn nhá.
선물 hoặc là 편지. Để giờ 선물 편지 thì là 붙이다. Gửi đi các bạn nhá. 1번. 네, 정답은 바로 1번입니다. 여러분. 답안 누구 거 này sẽ là đáp án số 1 các bạn nhá. 붙이다 chứ không phải là đáp án số 3 hay đáp án số 2 đâu. Đúng rồi. Có bạn comment đó là bạn gì đây? Đặng Huyền à? Comment là 붙이다 là mình gửi đi đúng không? Từ 붙이다. Từ này nó là một từ có nhiều nghĩa lắm các bạn ạ. Ừ, từ này là một từ có nhiều nghĩa lắm. Đấy, 붙이다 nó còn là gì đây? Nó còn là chiên rán nữa. Đấy, đúng không? Chiên rán nó còn có thêm nghĩa nữa. 붙이다 cũng có nghĩa là thiếu nữa. Đúng rồi, 떠나다 là rời đi. Rồi, ok. Các bạn tránh nhá. Có một cái từ này nữa cũng đọc là 붙이다. Cũng đọc là 붙이다 các bạn ạ. Nhưng mà nó viết là bờ này, u này, thờ này, y này, tà này. Các bạn có biết nghĩa của từ ấy là gì không? Mình đọc lại nhá. Bờ này, u này, thờ này, y này. Thì cái từ đấy mình cũng đọc là 붙이다. Dán đúng không? Đúng rồi, có bạn comment, có bạn Xuân Nhi comment là dán chính xác. Mà trời ơi, đều đọc hai từ này đọc rất là giống nhau. Một từ cũng là cái từ kia cũng đọc là 붙이다 đúng không? 붙이다. Từ này cũng đọc là 붙이다 đúng không? Các bạn bật lên và xem. Ừ. Dán là kiểu mình dính cái gì đấy chứ không phải là kiểu chiên dán đâu. Ví dụ mình dính vào cái gì đấy đúng không? Ok, mà trời ơi. Nó là dán giờ đờ chứ không phải là dán r. Chữ r đúng không? Ừ, dán giờ đờ. Các bạn nhé, bờ, u, thờ, y, tà. Đấy, tiếp nhá, câu tiếp theo này. Câu số 7 nha. 다음에 만나요. Rán và dán khác nhau mà. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đang nói thì mình mới chợt nhận ra là hai cái từ này nó khác nhau. Chứ mình cũng là cảnh sát chính tả tiếng Việt đấy. Hay thích đi soi lỗ chính tả lắm. Không phải là chiên rán mà là dán cái gì đó. Ok. Số 3. Câu này dễ quá đúng không? 다음에 만나요. Lần sau gặp lại nha. 네, 또. 또 봐요 đúng không? Thế còn kính ngữ thì mình nói là 네, 또 봬요 đúng không? 봬요 là b o i ấy. 또 봬요 đúng không? Ở đây thì mình có là 네, 또 봐요 đúng không? 만나다 có một nghĩa của 보다 cũng là gặp. Gặp theo kiểu là gặp có mục đích. Nếu mà bạn nào có follow kênh TikTok của trung tâm tiếng Hàn Shop là shop.tienghan thì các bạn cũng đã xem được cái clip mà nói về manata với cả puta rồi đúng không? Một nghĩa nữa của puta thì sẽ là gặp. Ok, to là lại đúng không? Ừ, đúng rồi, pueyo đúng không? Pueta là kính ngữ của bota, puta các bạn nhá. Ok. 잘했어요. Những từ còn lại chắc chắn là chúng mình đều biết nghĩa rồi đúng không? Những từ còn lại chắc chắn không làm khó các bạn rồi. Câu số 8 nào. 필요한 물건은 모두 샀어요? 필요하다. 필요하다 là cần thiết. Vậy thì 필요한 물건, những cái đồ vật cần thiết thì đấy. Chữ tô các bạn biết là chữ hai chữ T nha. Còn chữ tô này là cũng. Chữ tô, một chữ tô, tức là chữ tô mà có một chữ T thì là cũng. Thế còn chữ tô mà có hai chữ T thì là lại là nữa. Ok. 좋아요. 필요한 물건을 모두 샀어요? 네, 다 샀어요. Các bạn có biết một từ nữa cũng đồng nghĩa với cả từ motu không? Và nó hay được ghi ở trong những cái hóa đơn ấy. Là tất cả, ví dụ như là bạn đi siêu thị, bạn mua đồ này, đồ này, đồ này, mua mì tôm, mua bột giặt, mua này, mua kia. Xong rồi xuống dưới mình có tổng số ấy. Thì cái từ đấy trong tiếng Hàn, có bạn nào biết cái từ đó không? Nó bằng nghĩa với cái từ mồ tu luôn. Không, không phải mồ tân đâu. Không phải mồ tân. Mồ tân là định ngữ mà. Mồ tân nai, mồ tân xuân can mà. Chung là tổng á. Hấp kê đúng rồi. Hấp kê đúng rồi, hấp kê nha. Chung là tổng số, cái này mình sẽ không thấy ở trong mấy cái hóa đơn, nó là cái chữ hấp kê đúng không? Hấp kê, tên bản sao. Hoặc là ngoài ra còn một từ nữa cũng bằng với cái từ mô tu này là từ tròn bu. Tròn bu. Ừ, thà bằng mô tu bằng với hấp kê đúng không? Bằng với, có một từ nữa là từ tròn bu. Tròn này, t o n b u, tròn bu nha. Tiếp tục nhá, câu tiếp theo nào. Ôm
À rồi, ok các bạn ơi. Vậy là nội dung ngày hôm nay của chúng mình thì nó không đến 25 câu đâu. Mình nhớ hơi nhầm một chút xíu, nó là khoảng 23 câu. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành 23 câu. 23 câu này có vẻ là rất dễ đúng không? Nhưng mà chắc chắn là cũng có những cái chỗ mà các bạn chưa đọc kỹ hoặc là các bạn chưa để ý kỹ thì chúng mình vẫn bị chọn nhầm đáp án một chút. Thì coi như cái buổi ngày hôm nay của chúng mình là một buổi ôn tập. Và hy vọng là các bạn đã có nhớ lại được nhiều những cái kiến thức mà mình đã học qua. Nhớ lại được nhiều kiến thức mình đã học qua, cũng như là đối với các bạn đang học sơ cấp thì các bạn cũng đã có thời gian để luyện tập, và với những cái từ nào mình không biết thì mình nên luôn có một cái quyển sổ tay thủ sẵn, sổ tay, tại vì điện thoại mình đang xem livestream rồi mà đúng không? Bình thường là mình hay take note vào cái điện thoại đúng không? Nhưng mà mình nên có sẵn một cái quyển sổ tay là từ nào không biết là ta sẽ ghi vào, được chưa? Đấy, gọi như là một cái túi của mình là mình nhặt nhạnh từ vựng vào vậy. À, rồi và các bạn đừng quên lịch livestream của trung tâm tiếng Hàn Shop vào tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư hàng tuần các bạn nhé, vào lúc 8 giờ. À, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chăm chỉ nhiệt tình comment cũng như là tương tác với cái bài giảng này. À, và đừng quên là chúng mình có hẹn vào tối mai các bạn nhé, lúc 8 giờ. Nè, 여러분, 내일 또 봐요. 안녕. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.